Và xin chào tất cả các anh chị thì quay lại với kênh của Thùy Trang Vlog. Thì hôm nay thì em có mặt tại Tòa Thánh Tây Ninh. Thì bây giờ là cũng 1 giờ mấy rồi các anh chị, 1 giờ mấy chiều rồi. Thì em có mặt tại Tòa Thánh Tây Ninh hôm nay thì em sẽ chia sẻ những cái góc quay, những cái góc nhỏ về ở trong cái Tòa Thánh Tây Ninh cho các chị mình cùng xem, cùng biết thêm. Thì ở phía trước xa xa thì em cũng có thấy một cái nhóm người cũng như là khách du lịch của anh chị thì cũng có về đây tham quan nè, cũng có trước xem cái gì mà rất là đông của anh chị, rất vui luôn. Nhưng mà tiến thẳng vào trong xem coi là có cái gì không. Những chú khỉ của anh chị ơi, của anh chị thấy con chú khỉ đang ở trên cái gốc cột để mà ăn vậy nè. Có một chú khỉ rất là lớn của các chị đang ngồi ở trên gốc cột, khách cho ăn cho nên là nó ảnh ra đây ảnh ngồi rất là dạng luôn các anh chị. Thủy đã bị què một chân rồi các anh chị ơi, bị không biết bị ai đánh ai đập sao mà ảnh què hết một chân rồi, tội nghiệp ghê luôn các anh chị. Ảnh đi có ba chân cà nhắc à. Chú khỉ này đang xài các anh chị, không biết ảnh bị tai nạn hay là ảnh bị ai đập sao mà què hết một giò rồi. Thấy anh nó xài rất là tội luôn quá chị. Anh đang học xoài của anh chị, ăn rất ngon luôn nè. Trời ơi, anh bị què hết một giò rồi của anh chị ơi, dễ thương quá. Anh đi còn có ba chân à, què hết một chân rồi. Anh đi có ba chân rồi của anh chị ơi. Anh chạy vô trong rồi. Thì các anh chị thì hôm nay là lễ như là sắp tới lễ đại hội đại lễ Đức Chí Tôn, các anh chị thì du khách thập phương cũng như là địa phương đây đổ xô về đây tham quan rất nhiều các anh chị. Đó. Trước mặt của các anh chị thì rất là nhiều những du khách đang tiến về đây để mà tham quan các anh chị. Rất đông luôn nè. Quá đông thì chị thấy không? Rất là nhiều xe du lịch đang cặp hai bên đường để mà vô đây để mà ngắm cảnh. Thì tại nơi đây là ở đây là cái này là cái rừng thiên nhiên ở trong tòa thánh của bán chị. Thì nơi đây thì có rất là nhiều những chú khỉ nè, có chú khỉ này chạy ra đây mà lượm xài ăn đó nè. Ô, thấy mình nó bỏ chạy rồi. Chú khỉ này hơi nhát, thấy mình bỏ chạy rồi các bác chị. Ở đây có du khách về đây tham quan mà chụp hình, như là hiếu kỳ các bác chị thì chụp hình quay những chú khỉ này. Khỉ leo cây của anh vậy quá trời luôn nè. Ở đây là như là cái địa bàn mạnh của anh chị, leo trèo rất giỏi luôn như chú khỉ. Nghe gì rồi, các bạn gì đó?
hôm nay rất là nhiều khỉ luôn các anh chị. Thì đây là rừng thiên nhiên, cây cối, cây rừng không các anh chị. Ở đây thì nó cũng ít có cây mà để ăn trái, cho nên là du khách về đây tham quan thì cũng có mua theo một mớ trái cây để mà cho chú khỉ nè. Các anh chị, rất là nhiều những cái chú khỉ trong rừng thiên nhiên. Thì ở đây thì không có cây này, cả tàn cây rừng không các anh chị, không có cây ăn trái. Đó. Các bác chị thấy hôm nay là cảnh rừng thiên nhiên ở trong tòa thánh, thì toàn là cây rừng không, là cây lấy gỗ không à, nên là không có cây ăn trái, ít cây ăn trái lắm. Đây những du khách họ về đây tham quan và mua những cái hoa quả như thế này à, về dục cho chấm ảnh nè, đó nhìn chú khỉ ăn rất là nhiều hoa quả luôn các bác chị, rất là nhiều hoa quả luôn nè. Điểm ảnh hôm nay là mấy ảnh ăn không hết, còn quá trời dư luôn nè. Ở trong kia thì rất là nhiều những chú khỉ luôn các anh chị, này nhóc chổng luôn á. Ồ, khỉ nó cắn lộn nhau, dí nhau quá trời luôn quá chị. Không biết nó dành cái gì mà dí nhau, nó cắn lộn nhau quá trời luôn. Mạnh leo cây trơn rồi. Thì hôm nay cũng là mùng 7 Tết các anh chị. Thì tại nơi đây là nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, thì nơi sắp diễn ra lễ đại hội Đức Chí Tôn của anh chị. Thì hôm nay là bữa phụ thôi, rồi hôm nay là mùng 8 tháng Giêng là bữa chánh. Thì ngày mai thì rất là đông du khách cũng như là thập phương, khách thập phương ở lục tỉnh về đây rất đông các anh chị, và dân địa phương đây thì cũng đổ xô về đây rất đông để mà như là để tham quan ngắm cảnh của anh chị, tham quan ở trong cái tòa thánh này. Thì cái bữa đó thì bữa chánh thì rất là đông luôn. Thì có anh chị em nào mà có thấy video thì nếu mà xem thì hãy về tại nội ô Tòa Thánh để mà xem biết được cái đại Đức Chúa Tôn thế nào nha. Thì ở đó thì rất là đông vui luôn. Quý anh chị mà xem video, thấy video thì hãy nếu mà thấy hay thì cho một like, một lượt đăng ký kênh của anh chị, và đừng quên chia sẻ giúp em sẽ quay video và chia sẻ những thông tin nóng nhất mới nhất thì quý anh chị cùng xem từ hôm nay cho đến hết rằm tháng Giêng các anh chị nha. Rồi thì em cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các anh chị ở video lần sau nhé.